Triệu lệ dĩnh lâm canh tân tấu hề đến phút cuối trong giữ phượng hành, từ phim cổ trang ngôn tình sướt mướt giữ phượng hành, được mọt phim khẳng định biến thành phim hài nhờ loạt tình tiết vui nhộn, lầy lội gây sốt. 39 tập phim giữ phượng hành do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng chính đã được lên sóng trọn bộ. Với cái kết trọn vẹn cho cặp đôi chính, mọt phim hoa ngữ vẫn phải lưu luyến giữ phượng hành bởi nhiều tình tiết thú vị, hài hước giữ phượng hành là tác phẩm cổ trang về đề tài đại nữ chủ thông minh mạnh mẽ quyết liệt nhưng nội dung và tình tiết cao trào trong phim được xây dựng và giải quyết nhẹ nhàng mang màu sắc hài hước vui vẻ dù chuyện tình của thẩm ly và hành chỉ lấy đi không ít nước mắt xót thương của người xem nhưng khán giả phải liên tục cười đau ruột như lời triệu lệ dĩnh cảnh báo trước đó từ tính cách nhân vật tình huống vui nhộn trong phim khi tập cuối giữ phượng hành lên sóng mọt phim liên tục khẳng định cặp đôi chính thẩm ly hành chỉ triệu lệ dĩnh và lâm canh tân vẫn cật lực tấu hài đến phút chót bên cạnh loạt cảnh ngôn tình đẹp như thơ của nhân vật chính sau cuộc chiến sinh tử bảo vệ yên bình cho tam giới hành chỉ được tái sinh không còn thần lực và trách nhiệm của vị thần thượng cổ bảo vệ trời đất. Hành chỉ sống cuộc đời thanh nhã trong căn nhà tranh ở hạ giới cùng nữ nhân mình yêu thương nhất đời. Không chỉ có thể dành trọn vẹn tâm tư cho cá nhân mình, hành chỉ và thẩm ly còn cùng nhau kết tơ duyên cho kim lương tử, vương y giao, bằng chiêu trò, cực lầy lội. Phim kết thúc bằng màn cầu hôn dí dỏm khi Thẩm Ly thể hiện đúng bản tính nữ đại chủ khi yêu cầu hành chỉ nhanh chóng tiến hành hôn lễ bằng thông báo mang thai, khiến vị thần chục ngàn tuổi đứng hình. Đặc biệt, trong suốt phim, nét tính cách hài hước của Lâm Canh Tân được dịp trưng trổ bằng loạt biểu cảm tưng tưởng diễn vai ghen tuông, khổ nhục kế để lấy lòng Thẩm Ly, khiến mọt phim cười ngất, cảnh, lăn giường của đôi chính cũng biến thành tình huống cực hài khi nữ chính trở mặt ngay sau màn ân ái về phía triệu lệ dĩnh để làm đậm màu sắc nữ vương quật cường cho nhân vật thẩm ly của mình cô có nhiều nét diễn ngôn ngữ hình thể cực hài dù ngoại hình nhỏ bé nhưng nữ diễn viên vẫn ghi điểm bởi thần thái cực ngầu lạnh lùng mạnh mẽ dàn nhân vật phụ như phất dung quân hà dữ thần nữ u lan lý gia kỳ linh tôn thẩm mộng nguyệt tăng lê mang đến nhiều tiếng cười sảng khoái đặc biệt nhân vật phất dung quân được xem như cây hài của giữ phượng hành khi liên tục có hành động vô tri một cách đáng yêu khi tiên nhân trên thiên đình làm trò khi tiên nhân trên thiên đình làm trò vô tri một cách đáng yêu chemistry của nữ chính và nữ tám gây sốt thần nữ u lan lý gia kỳ được giới thiệu là tình địch kiêm antiphon của thẩm ly triệu lệ dĩnh cũng quay xe thành phen cuồng ra sức bày trò giúp sức thẩm ly và hành chỉ lâm canh tân thành đôi nhờ xây dựng nhiều nhân vật với nét tính cách khác biệt thú vị mang đến tiếng cười sảng khoái có lẽ là điểm nhấn tạo nên thành công lớn giúp giữ phượng hành trở thành tác phẩm có hiệu ứng mạnh mẽ trên nhiều nền tảng lâm canh tân hài hước bóc phốt tổ đạo cụ giữ phượng hành một chi tiết trong tập mới phát sóng của giữ phượng hành khiến khán giả than trời song phải bật cười thích thú khi nghe nam chính lâm canh tân bóc phốt bộ phim giữ phượng hành do lâm canh tân và triệu lệ dĩnh đóng chính vẫn đang là tác phẩm gây sốt với mọt phim hoa ngữ bên cạnh chuyện phim thu hút tạo hình và chemistry của hai diễn viên chính được người xem yêu thích trong tập mới phát sóng của Giữ Phượng Hành có một chi tiết khiến khán giả tranh luận kịch liệt, khiến cho diễn xuất vốn ổn định của Triệu Lệ Dĩnh phải chịu điều tiếng. Cụ thể, khi cùng thần thượng cổ hành vân xuống trần gian du ngoạn, thẩm ly, Triệu Lệ Dĩnh có lại cơ hội thưởng thức tài nghệ nấu ăn khiến cô nhớ mãi. Ở phân cảnh này, Thẩm Ly gắp miếng thịt kho tàu ăn ngon lành, nhưng Mọt Phim phải lắc đầu sợ hãi khi phát hiện miếng thịt nhìn hấp dẫn này có quá nhiều mỡ, chỉ nhìn thôi đã ngán. Người xem cũng, soi ra, triệu lệ dĩnh cố sử dụng kỹ thuật diễn xuất ở phân cảnh này, chưa thực chất, không hề nuốt xuống bụng, hẳn cô phải, áp lực khi ăn miếng thịt ngập mỡ này. Khán giả dù đồng cảm với Triệu Lệ Dĩnh nhưng không khỏi chê bai bởi cách thể hiện của nữ diễn viên cho thấy rõ cô đang sợ miếng thịt mà chẳng cảm thấy ngon lành gì. Thậm chí, hình chụp từ phim cho thấy mỡ chảy ra từ miếng thịt thành giọt khi Triệu Lệ Dĩnh ăn. Lâm Canh Tân gây cười khi nói về cục thịt mỡ. Ngay sau đó, khán giả cũng đăng tải một đoạn video trích từ sự kiện ra mắt giữ phượng hành tại Trung Quốc. Vốn bản tính hài hước và hoạt ngôn của mình, Lâm Canh Tân đã tranh thủ bóc phốt tổ đạo cụ của phim để lấy lại công bằng cho bạn diễn khi được hỏi bình chọn những cảnh ăn uống trong phim. Nam diễn viên sinh năm 1988 nói: "Tổ đạo cụ chuẩn bị miếng thịt quá là quá đáng đi. Màu sắc thì đẹp đó nhưng mà siêu siêu mỡ, chỉ cắm đũa vào miếng thịt mà mỡ nó chảy ra." trời ơi nguyên cả cái mặt bàn toàn là dầu với mỡ sau đó triệu lệ dĩnh cũng xác nhận sau phân cảnh ăn uống này cô suýt ngất vì đồ ăn quá ngấy kết quả cả lâm canh tân và triệu lệ dĩnh đều đồng ý bình chọn cảnh ăn thịt kho tàu là phân cảnh đáng nhớ nhất trong số những cảnh ăn uống của phim giữ phượng hành vì quá dầu mỡ Triệu lệ dĩnh dự đoán khán giả sẽ cười đau ruột vì giữ phượng hành. Nhận xét về giữ phượng hành trước giờ lên sóng, triệu lệ dĩnh cho rằng khán giả hẳn sẽ vừa bùng nổ phấn khích, vừa cười đau ruột vì các tình tiết trong phim. Trong khi đó, hành chỉ Lâm Canh Tân cũng nhận định giữ phượng hành là bộ tiên hiệp hài hước, chính hiệu. Không chỉ kể về tình yêu tam sinh tam thế mà sẽ còn đem đến tiếng cười sảng khoái cho người xem. Chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách bổn vương ở đây của nhà văn cửu lộ phi hương giữ phượng hành do triệu lệ dĩnh và lâm canh tân đóng chính từ khi tung trailer đầu tiên đã gây tiếng vang mạnh mẽ trên khắp trang mạng xã hội bộ phim cũng đánh dấu màn tái ngộ của cặp đôi được mong chờ nhất màn ảnh hoa ngữ năng lực diễn xuất và sự ăn ý giữa cả hai là điều được đông đảo khán giả công nhận sự xuất hiện của giữ phượng hành cũng gây ra một màn tranh đấu trước nay hiếm có giữa các nền tảng phát sóng nhiều đơn vị phát sóng tại quê nhà trung quốc đều ra sức tiếp thị bằng những phương thức khác nhau để chiếm được ưu thế trong quá trình quảng bá trước thềm công chiếu trong khi đó với tư cách là đơn vị phát sóng song song của việt nam truyền hình ca cộng không đứng ngoài cuộc chơi khi liên tục update từng thông tin mới nhất về phim khiến mọt phim chung được cảm nhận bầu không khí đu phim náo nhiệt hơn bao giờ hết nhiều nguồn tin từ trung quốc tiết lộ quá trình kêu gọi vốn đầu tư của giữ phượng hành diễn ra thuận lợi và hầu hết người trong ngành đều rất lạc quan về triển vọng của bộ phim cũng vì lẽ đó Giữ phượng hành không chỉ báo hiệu trước về thị trường đầy tiềm năng của thể loại, cổ trang tiên hiệp, tiếp sức sống mới cho ngành phim ảnh mà còn mở ra cho các nhà đầu tư Trung Quốc một xu thế mới đầy triển vọng. Sau thời gian dài vướng nghi án, đắp chiếu, đến khi dục dịch trở lại giữ phượng hành được chú ý, bộ tiên hiệp hài hước giữ phượng hành trên Weibo. Lượt thảo luận về giữ phượng hành đến nay đã cán mốc 56 triệu, lượt tiếp cận thậm chí vượt mốc 12 tỷ. Bộ phim cũng đạt hơn 7 triệu lượt đặt xem trước. Chỉ vài ngày nữa bộ phim sẽ chính thức lên sóng, thế nhưng những mẩu chuyện hậu trường từ ngày đầu khai máy bị đào lại vẫn khiến công chúng không khỏi sốt sáng. Khi nói về những tình tiết nổi bật của giữ phượng hành, hành trì, lâm canh tân lập tức cảm thán về việc thẩm ly triệu lệ dĩnh có quá nhiều cảnh quay ăn uống trong phim không những thế cô còn có khả năng sự đẹp tất cả những món ăn này triệu lệ dĩnh lại tiết lộ lâm canh tân là một người khẩu thị tâm phi miệng thì nói không thích nhưng lại rất hay buông những lời tình tứ lâm canh tân nghe vậy liền vội vàng giải thích rằng tất cả đều là trái lòng trong phim thẩm đại vương lúc nào cũng bận rộn nếu không phải là đang ăn thì đang hôn mê những lúc hành chỉ nói lời ngọt ngào thì cô đều đang ngất trên cành quất cả triệu lệ dĩnh còn cho biết thêm khi xem giữ phượng hành khán giả hẳn sẽ vừa bùng nổ phấn khích vừa cười đau ruột vì các tình tiết trong phim hành chỉ cũng nhận định đây là một bộ tiên hiệp hài hước chính hiệu không chỉ kể về tình yêu tam sinh tam thế mà sẽ còn đem đến tiếng cười sảng khoái cho người xem